bao giờ hành động như một con nít kiểu đông người không? À, em bình thường vẫn là con nít. Điều ám ảnh nhất từ bé là gì? Ngày xưa hay bị nói là béo với cả lùn. Còn bây giờ đã tự tin về bản thân em? À, bây giờ thì lại cao với cả gầy. Thì cũng thấy một chút gì đấy gọi là nó tự tin. Tự hào điều gì nhất là bản thân? Em tự hào là mình được lớn lên và biết cả bóng. Ghét điều gì nhất là bản thân? Hay cứ chậm chậm với cả cái gì cũng lừ. Món ăn nào mà em yêu thích nhất? Chắc là em thích ăn mì tôm. Thích màu gì nhất? Em thích màu hồng. Thầy huấn luyện viên của em ngưỡng mộ nhất? Thầy huấn luyện viên của em. Có lúc nào khóc trong lớp chưa? Hoặc là ở trong đội thì có bao giờ khóc không? Ngày xưa hồi bé em hay khóc. Bây giờ lớn rồi mình phải kiểu người lớn không được khóc. Mối tình đầu là ai? Mối tình đầu là người yêu cũ ạ. Lúc bé là khoảng 19 tuổi. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa? À, em yêu đơn phương nhiều lắm. Có tỏ tình không? À, em không tỏ tình. Không phải là yêu đơn phương, tức là em thích thôi. Em thích nhiều ca sĩ, diễn viên. Nhiều người em không nhớ tên nữa, không biết tên rồi. Có ý định lấy vợ không phải năm bao nhiêu tuổi? Tại có ý định lấy vợ và chắc là phải khoảng 27 đến 30 tuổi. Bánh mì là tình yêu thì em chọn thế nào? Em chọn tình yêu. Bánh mì. Thì nếu mà được chọn cả hai thì em chọn cả bánh mì. Người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lỗi lầm xưa em bỏ qua, còn không thấy cứ bên người ta. Bình thường thì em tỏ tình bằng cách nào? Em tỏ tình em hay nói chuyện, nhắn tin, nói thẳng ra khó nói lắm. Tìm hiểu trên mạng xem người ta tỏ tình kiểu gì thì mình xem cái gì nó hợp lý thì mình sử dụng thôi. Tuổi trẻ thì mình cứ yêu thôi. Về già? Về già thì lúc đấy yêu chắc là nhiều trách nhiệm lắm. Không được, em mèn tuổi.